Sáng ngày 20 tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với một điểm cầu trung tâm tại Ủy ban nhân dân huyện và 37 điểm cầu tại Ủy ban nhân dân các xã thị trấn. Dự và chỉ đạo tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Nguyễn Văn Viễn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng lãnh đạo các phòng ban đơn vị liên quan. Năm học 2020-2021 là năm học thứ hai gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Song toàn ngành giáo dục đào tạo huyện Thủy Nguyên đã nỗ lực quyết tâm tập trung khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học và đạt nhiều kết quả quan trọng. Quy mô giáo dục được mở rộng, hiện nay toàn huyện có 117 trường học với hơn 74.000 học sinh, tăng 65 lớp và 2.908 học sinh so với năm học trước. Công tác phổ cập giáo dục ở các cấp học, bậc học được quan tâm và duy trì tốt các chỉ tiêu huy động và hiệu quả. Chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên, tỷ lệ học sinh chuyển lớp, chuyển cấp, đỗ tốt nghiệp hàng năm đạt từ 99 đến 100%. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được nâng cao. Tỷ lệ cán bộ giáo viên có trình độ đạt chuẩn theo quy định đạt cao 85%. Công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành đã có bước phát triển mới cả về tư tưởng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Các thầy cô tâm huyết, trách nhiệm và luôn có ý thức phấn đấu vươn lên để hoàn thành tốt công việc được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Cơ sở vật chất các trường học tiếp tục được tăng cường đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Năm học 2020-2021, toàn huyện có 43 trường học được xây mới và xây bổ sung phòng học, nhà đa năng. Các trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi được trang bị đáp ứng nhu cầu dạy và học tập. Toàn huyện hiện có 100 trường học đạt chuẩn quốc gia. Phương pháp dạy học qua Internet được ứng dụng rộng rãi. Nhiều thầy cô đã sáng tạo cách dạy online hiệu quả để thu hút học sinh. Công tác phòng chống dịch tại nhà trường được thực hiện đồng bộ, song song với nhiệm vụ chuyên môn. Tại hội nghị tổng kết, các đại biểu đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được và những hạn chế trong năm học 2020-2021, thống nhất đề ra phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2021-2022. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Viễn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện đã chúc mừng những kết quả đã đạt được của ngành giáo dục và đào tạo huyện nhà, trân trọng ghi nhận tâm huyết những cống hiến đầy trách nhiệm của các thầy cô giáo. Đồng thời đánh giá cao sự quan tâm giúp đỡ có hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và toàn xã hội đối với công tác giáo dục đào tạo trong năm học 2020-2021. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm học mới, đồng chí đề nghị ngành giáo dục và đào tạo vẫn tiếp tục chủ động tập trung cao cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, xây dựng phương án dạy và học chủ động để đối phó với tình huống dịch bệnh diễn biến kéo dài, không làm gián đoạn chương trình học. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các nhà trường tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh. Ủy ban dân các xã thị trấn cần hoàn thiện cơ sở vật chất, đặc biệt là các xã có trường học chưa đạt chuẩn, chủ động huy động các nguồn đầu tư đảm bảo các trường có đủ phòng học và phục vụ triển khai chương trình sách giáo khoa mới, tăng cường nền nếp kỷ cương dân chủ trong nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Đặc biệt trước mắt, phòng giáo dục và đào tạo các xã thị trấn và các nhà trường cần chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, tổ chức hoạt động tựu trường khai giảng năm học mới theo đúng tinh thần chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo và đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.